khi mà chúng ta bố thí như vậy, xét về mình, mình là người có giới hay là mình là người không có giới, tức là mình xét cái giới hạnh của mình ấy có trong sạch hay không, bởi vì ở trong tăng chi, trong tăng chi bộ kinh, cái chương bà pháp đức thế tôn có nhắc đến cái sự khác biệt giữa cái người bố thí có giới và người bố thí không có giới có khác nhau do đâu do giới hạnh là cái nền tảng của tất cả các thiện pháp nha giới hạnh là nền tảng của tất cả các thiện pháp à, giống như là một cái ngôi nhà thì cần có những cột trụ cần có móng nhà cũng vậy à, khi mà chúng ta bố thí đó, mà chúng ta có giới thì cái phước của chúng ta nó có cái nơi để nó nương tựa và nó sẽ chỗ rất là nhiều quý vị để ý coi một cái căn nhà đó nha một cái chỗ ở mà mình không có móng mình không có cột thì nó giỏi lắm mình cũng chỉ xây mình chỉ làm được một cái túp lều thôi tức là dằn qua dằn lại chứ thế nào nó chắn tới chắn lui để có được cái túp lều thôi chứ còn mà muốn xây lên thì xây không nổi nha chứ đừng nói chi mà xây nhà lầu nha xây nhà lầu một tầng hai tầng ba tầng xây không nổi nhưng mà khi mà mình xây một căn nhà mà nó có cột nó có móng thì mình xây được những căn nhà rất là cao và nó cao được bao nhiêu thì nó tùy theo cái cái móng nhà và cái cột đó, nó chắc bao nhiêu tương tự như vậy khi mà chúng ta làm phước Nha, khi chúng ta bố thí thì cái giới của chúng ta đó, nó càng trong sạch bao nhiêu nó càng chắc bao nhiêu nó càng hoàn chỉnh bao nhiêu thì cái phước của mình nó lớn bấy nhiêu nó giống như một cái một cái thùng gỗ nha một cái thùng gỗ nó được ráp bởi năm cái nan nha năm cái thanh gỗ quý gì biết cái loại gỗ thùng gỗ đó ha năm cái thanh nang đó, nó, nó ghép lại thành một cái thùng gỗ thì cái khả năng chứa nước nhiều nhất của cái thùng gỗ đó nó bằng với cái chiều cao của cái thanh gỗ thấp nhất nha yeah. cho nên khi mà mình làm phước đối với phật giáo nguyên thủy thì thường có một cái thông lệ đó là trước khi mà quý vị um, trình bày để quý vị cúng dường, quý vị làm phước thì thường là trước đó mình xin giới. Để chi? Khi mà mình xin giới, mình xin thọ lại giới thì cái giới của mình ấy, nó trong sạch. Chính bởi vì như vậy, nhờ như vậy đó thì cái phước mà mình tạo khi bố thí ấy, nó nhiều hơn. Nhớ giùm sư ghi chú, ghi chú gạch để chi vậy để sau này đó trước mà mỗi lần mình bố thí đó có cơ hội là sinh giới có cơ hội là sinh giới để cái phước mình nó nhiều ừ.